Tracy, how are you? Các bạn khỏe không? Bài học tiếp theo Tracy muốn dạy cho các bạn lần này cũng khá là phổ biến trong những chủ đề, đó là chủ đề đi ngủ, sleeping. Các bạn nên nhớ từ sleeping là y dài nên các bạn sẽ không nói là sleep, sleep, mà sleep là một từ ngắn hơn nữa, nó là sleep. Ví dụ cái giấy mà sleep thì nó là sleep, còn đi ngủ thì nó sẽ dài hơn một tí, các bạn sẽ nói là sleeping, giống như sleep, sleeping, sleeping. Thì trong các chủ đề đi ngủ, Tracy đã chuẩn bị sẵn trong máy rồi, Tracy sẽ dạy các bạn từ đầu tiên. Ai cũng biết đi ngủ đó là go to bed. Go to bed. Now, go to bed là đi ngủ. Nhưng mà có một cái ngủ là, ví dụ trời ơi, tự nhiên tôi bị ngủ một phát là fall asleep. Từ fall and asleep là rớt vào giấc ngủ, nghĩa là các bạn không dự tính trước, tự nhiên các bạn bị ngủ. Thì đó là fall asleep. Từ tiếp theo, ngủ ngay lập tức, nghĩa là mệt quá rồi một phát á, thì các bạn có từ ngay lập tức là straight. Go straight to sleep. Go straight giống như các bạn chỉ đường người ta, thì chính là từ đó đấy. Go straight to sleep chính là một phát bay vào giấc ngủ luôn. Còn một cái nữa mà trước khi đi ngủ các bạn thường hay ôm ấp ai đó để các bạn vỗ về cho người ta ngủ đúng không? Thì cái từ đó rất dễ thương, đó chính là tuck, tuck, tuck. Ví dụ tuck me, vỗ về tôi đi, hoặc là I tuck you, I tuck my daughter, tôi vỗ về con gái của tôi để ngủ là tuck somebody. Còn khi có một từ mà các bạn biết khi đi lên xe cũng nói là have a good nap. Ngủ ngon nha chúng mày. Có nghĩa là buổi trưa mình ngồi lên xe mình nói mày ngủ ngon nha. Have a good nap. Thì từ động từ, cái cụm từ take a nap có nghĩa là chợp mắt. Chúng ta có, nhưng trong tiếng Việt thì ít ai nói là chợp mắt vui nha mày. Phải nói là ngủ ngon nha mày. Là lên xe, nhưng thực ra nó là have a good nap hoặc là take a nap có nghĩa là chợp mắt một tí. Cái từ mà ngủ thiếp đi, chết rồi, tao ngủ thiếp đi, thì có một từ rất hay, đó là động từ pass. Ví dụ nha, I am passed out. Một cụm tính từ passed out có nghĩa là ngủ thiếp đi. I am passed out. Tôi đã ngủ thiếp đi. Về giấc ngủ, các danh từ và cụm từ về giấc ngủ các bạn phải nắm được. Ví dụ một giấc ngủ ngon lành. Hỏi, ê, tối qua mày sao? Thì nó, oh, I got a good night's sleep. Hoặc là I got a good night cũng được, là getting a good night's sleep. Có một số người thì ngủ rất rất là ngon, ngủ mà không bị thức giấc, thì người đó sẽ được gọi là a heavy sleeper, a heavy sleeper. Một số người ngủ like a baby, cụm từ này rất dễ thương và hay bị nói, like a baby có nghĩa là ngủ giống như một đứa trẻ, ngủ rất là bình an. Còn một số người thì ngủ say như chết. Đó cũng có một cụm từ trong tiếng Anh, đó chính là sleep like a log. L-O-G, log. Sleep like a log là một cụm từ. Và các bạn học từ log không thì nó không có nghĩa lắm, nhưng các bạn học luôn một cụm là sleep like a log, có nghĩa là ngủ say như chết. Rồi, có động từ ngáy trong ngủ thì chúng ta đều biết, đó là snore. Snore or snoring có nghĩa là ngáy. Còn một người mà ngủ ngáy á, thì đôi khi các bạn vẫn có thể dùng nó là a sound sleeper. Sound sleeper, một thằng ngủ phát ra âm thanh, có thể dịch là thằng ngủ ngáy. Và một cái thằng ngủ mà không phát ra âm thanh á, thì mình nói là light sleeper. Light là nhẹ nhàng. Một thằng ngủ nhẹ nhàng thì dịch là nó ngủ không ngáy, là a light sleeper. Ngủ mà nằm ngửa thì chúng ta sẽ nói là sleep on back. Nằm trên cái lưng. Chúng ta không có từ nằm ngửa trong tiếng Anh. Nó lại dịch là nằm trên cái lưng là sleep on back. Tiếp theo, mà nằm sấp á thì nó lại ngược lại, các bạn sẽ ngủ trên cái dạ dày của mình, sẽ là sleep on stomach. Và động từ và danh từ stomach chúng ta bị đọc, rất nhiều người trong chúng ta đọc sai, các bạn phải đọc kỹ lại cái từ dạ dày đi, hoặc là bụng đi, là stomach. Chữ CH đó dưới này này các bạn thấy nó sẽ phiên âm là K, stomach. Và sleep on stomach có nghĩa là ngủ trên cái dạ dày, là nằm sấp. Ngủ mà nằm nghiêng á là sleep on side. Side là phía này. Sleep on side là các bạn ngủ nằm nghiêng. Rồi. Tiếp theo cho sẽ đi về một cái phần riêng của nó, là dành cho những người nói mà không ngủ. Thì không ngủ thì dễ lắm. Stay up late là thức khuya. Stay up late, thức khuya. Còn các bạn chằn chọc khó ngủ á thì dễ lắm, các bạn chỉ cần nói là hard to sleep là khó ngủ, nhưng mà nó có một cái cụm đi cùng, đó chính là be tossing and turning all night. Be tossing and turning all night. Turning là các bạn cứ quay 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 quay, and tossing là chằn chọc, là be tossing and turning all night là cả đêm chằn chọc khó ngủ. Mất mà insomnia thì cái này là một chứng thôi. Pull an all nighter, a night. À, có cái người hay thức đêm á,
thì có một cụm từ rất là dễ thương, đó là night owl. Owl là con cú, night là ban đêm. Nó y hệt như tiếng Việt, chính là night owl. I am a night owl. Tôi là một con cú đêm, là tôi hay thức đêm khuya. Còn cái đứa mà nó ngủ nướng á, chúng ta thường hay dùng, chúng ta không biết ngủ nướng như thế nào, buổi sáng chúng ta lười đúng không? Dễ lắm các bạn, đó là sleeping. Sleep in là sleeping, ngủ nướng. Về một cụm tiếp theo, các cụm dành cho cái khoảng thức giấc, các bạn sẽ nói thế nào? Các bạn sẽ nói thứ nhất này, ngủ lại sau khi tỉnh giấc, có nghĩa là thức dậy rồi, ngủ tiếp. Nó không phải là ngủ nướng nữa, mà nó là crawl back in bed. Crawl là bò, back in bed, bò là giường, dịch là các bạn dậy rồi, lại quay lại nữa. Wake up to an alarm, nó là một cụm luôn nha, các bạn phải học cụm từ cho Chelsea. Wake up in an alarm, thức dậy trong cái chuông báo thức, thì dịch là mình thực sự là thức dậy được chứ không có ngủ nướng ly bì. Rồi, thức giấc sớm khi mặt trời mọc, đây là một cụm từ và các bạn phải học, và nó rất là đẹp, người phương Tây hay sử dụng, đó là get up at the crack of a dawn. Crack bẻ gãy, dawn hừng đông. Get up at the crack of a dawn có nghĩa là thức dậy sớm khi mặt trời vừa mọc. Còn một cái người mà ngủ quá giấc á, dậy rất là trễ, nó không phải ngủ nướng một chút nữa mà rất là trễ luôn á, thì nó chính là oversleep. Oversleep. Còn nếu như các bạn thấy một ai đó mà thức dậy rồi, các bạn muốn khuyến khích là à mày giỏi quá, mày đã thức dậy sớm được, thì có một câu hay lắm các bạn, đó là rise and shine. Rise, trỗi dậy, and shine. Ví dụ trong Kinh Thánh thì các bạn hay thấy Chúa Giêsu hay nói là rise, dậy đi, hãy trỗi dậy đi, thì chính là rise, giống như sunrise, mặt trời mọc lên. Rise and shine có nghĩa là tỉnh dậy đi, dậy rồi đi, mày hãy tỏa sáng mày đi, là để cổ vũ người ta. Chứ nếu mà dịch thì câu này cũng không có nghĩa gì hết. Rồi còn một người hay thức dậy sớm thì các bạn cũng biết trong giáo trình học ở lớp các bạn biết, đó là an early bird. I'm not an early bird. Tôi không phải là một con chim sớm như các bạn. Tiếp theo, cái cụm tiếp theo tôi xin muốn dạy cho các bạn ba cụm tiếp theo nữa, nói về cái sự buồn ngủ. Ví dụ nha, các bạn buồn ngủ thờ thẫn gà gật thì các bạn sẽ nói làm sao? Các bạn sẽ nói là drowsy. Drowsy là các bạn rất là thờ thẫn, gà gù. Còn một đây là một cụm từ ít bị nói, nếu người ta nói thì các bạn nên hiểu được nha. Chúng ta có khách nè. Đó là I can barely hold my eyes open. I can't barely I can barely hold my eyes open. Là tôi cố gắng mở mắt nhưng mà mắt cứ díu lại, là I can barely hold my eyes open. Còn một từ nữa thì từ này không hẳn là đi ngủ, chúng ta có thể nói được với những cái tình huống ở ngoài đường. I'm exhausted. Exhausted là hoàn toàn kiệt sức. Oh, I'm exhausted. Và các bạn sẽ fall asleep ngay lập tức. Thì đây là những từ mà Tracy mới đọc xong. 2, 1, go. Ok. Bây giờ Tracy sẽ nói lại tất cả những cụm từ mà Tracy đã dạy các bạn trong ngày hôm nay. Và việc của các bạn là vẫn luôn luôn lặp lại những gì mà Tracy dạy. Đó chính là phương pháp học của Tracy Show. Mà các bạn nhớ không chỉ lặp lại lẩm bẩm nha, các bạn hãy đọc lớn lên như những gì mà Tracy với Frederick đang mang lại cho các bạn. Đầu tiên, rồi. Go to bed. Go to bed. Fall asleep. Fall asleep. Go straight to sleep. Go straight to sleep. Tuck you. Tuck you. Tuck me. Tuck you. Yeah. Tuck you. Take a nap. Take a nap. I am passed out. I am passed out. Okay. Get a good night's sleep. Get a good night's sleep. A heavy sleeper. A heavy sleeper. Sleep like a baby. Sleep like a baby. Sleep like a log. Sleep like a log. Snore. Snore. Sleep on back. Sleep on back. Sleep on stomach. Sleep on stomach. Sleep on side. Sleep on side. Stay up late. Stay up late. Be tossing and turning all night. Be tossing and turning all night. A night owl. A night owl. Sleep in. Sleep in. A sound sleeper. A sound sleeper. A light sleeper. A light sleeper. Crawl back in bed. Crawl back in bed.
Wake up to an alarm. Wake up to an alarm. Get up at the crack of a dawn. Get up at the crack of a dawn. Oversleep. Oversleep. Rise and shine. Rise and shine. An early bird. An early bird. Drowsy. Drowsy. I can barely hold my eyes open. I can barely hold my eyes open. An early bird. An early bird. I'm exhausted. She is. I'm exhausted. I'm exhausted. Now the last question we're gonna ask each other. Câu hỏi cuối cùng, Jessie sẽ hỏi. Hi, Jessie và Frederick sẽ thực hành để cho các bạn thấy nè. Are you an early bird or a night owl? I'm a night owl. Now you ask me. Are you an early bird or a night owl? I'm a night owl. Sometimes I'm an early bird too. Do you know what pillow fight is? I'll show you. This is pillow fight. Thank you. Jessie và Frederick kết thúc bài học ngày hôm nay về chủ đề ngủ. Hy vọng là các bạn luôn luôn theo Tracy và Frederick để học tốt tiếng Anh. Vì với ước mơ của Tracy và Frederick thì luôn luôn giúp đỡ các bạn bằng một cách dễ dàng và vui vẻ nhất để các bạn học tiếng Anh. Không chỉ học về lý thuyết khi mà các bạn biết mà các bạn phải nói được cùng với Tracy và Frederick. Cảm ơn các bạn cho bài học ngày hôm nay. Thank you and goodbye. Thank you, goodbye.